Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn một trang web mới cho các bạn khai thác được cái thằng USDT miễn phí các bạn nhé. Trong cái trang này thì nó sẽ có cho các bạn là khai thác USDT duy nhất. Nhưng mà sau khi các bạn rút thì các bạn có thể là lựa chọn ra một vài cái đồng coin nhé. Vài cái đồng coin top như là ETH hoặc là LTC hay là Tron này, BTC nhé. Nhưng mà nó chỉ là cho khai thác tự động cái thằng USDT duy nhất thôi, ok chưa? Rồi thì ở đây nó có phần trang chủ rất là nhiều thông tin các bạn tự xem qua nhé. Còn không thì các bạn sẽ kích vào phần thực đơn để các bạn đăng ký tài khoản nha. Cái phần đăng ký này các bạn sẽ kích vào cho mình nhé. Thì ở cái phần đầu tiên các bạn sẽ điền cái tên của các bạn vào nhé. Cái tên này thì các bạn có thể là điền như mình nha. Kênh kiếm tiền thì mình sẽ điền là kênh kiếm tiền này. Tiếp đến là địa chỉ Gmail của các bạn nhé. Địa chỉ email này thì các bạn điền. Xong là cái số điện thoại nhé. Số điện thoại các bạn cứ dùng chính xác của các bạn vào. Và địa chỉ email nhé, các bạn cũng dùng chính xác vào nhé. Tiếp đến là mật khẩu nhé. Mật khẩu thì các bạn tạo như nào cũng được, mình thấy rất là bình thường thôi. Sau là gõ lại mật khẩu nhé. Gõ xong các bạn sẽ kích vào phần đăng ký nhé. Ok, nếu như mà trong trường hợp các bạn đăng ký tài khoản nó hiện là bị lỗi hay gì đó ấy, thì các bạn có thể là dịch chuyển sang cái ngôn ngữ tiếng Anh nhé. Để nó mặc định là tiếng Anh nha, đừng có chuyển sang tiếng Việt nhé. Các bạn mà chuyển qua tiếng Việt đăng ký có thể là nó sẽ bị lỗi nhé. Ok, thì bạn nào mà có tài khoản các bạn tiếp tục kích vào phần thực đơn, các bạn sẽ đi vào cho mình đăng nhập này. Rồi thì đây mình sẽ đăng nhập cái tài khoản của mình vào nhé. Ok, đăng nhập này. Rồi đây chính là tài khoản của mình nha. Hiện tại thì cái số GH trên dây của mình đang có là 267 GH trên dây nhé. Các bạn vừa đăng ký xong thì cái số GH trên dây của các bạn nó hiện ở đây thì chỉ là 170 GH trên dây thôi nha. Và hàng tháng thì các bạn sẽ khai thác được là hơn 1 đô, các bạn vẫn chưa đủ MiRoot nhé. Phải hơn 1 tháng các bạn mới đủ MiRoot nha. Nó tương tự như vài cái trang trước nhé, vài cái trang khai thác USDT nhé. Hai cái trang khai thác USDT trước thì mình cũng đã rút tiền thành công. Còn trang này thì mình cũng không biết là nó uy tín hay không nhé. Nó mới ra thì các bạn cứ chiến nhanh cho mình nha. Rồi thì cái số GH trên dây của mình thì mình đã khai thác 100% nhé. Cái này thì mình thấy là nó hiện tự động hay sao nha. Nó hiện tự động là nó tự động chạy rồi. Mình không cần phải kích nhá. Nếu như mà trong trường hợp các bạn đăng nhập xong thấy là USDT của các bạn nó chưa kích, nó chưa khai thác, các bạn có thể là kéo cái thanh này chạy 100% cho mình nhá. Ok chưa? Còn các bạn đi chia sẻ cấp dưới này, các bạn sẽ nhận được là 9% cấp dưới đầu tư và 20 GH trên dây cho mỗi bạn đăng ký qua đường link nhá. Ok, đây các bạn có thể đi vào cái phần giới thiệu này, các bạn xem qua nha. Đường link của các bạn này và đối tác của các bạn này. Ok chưa? Tổng đối tác mà mình chia sẻ được là 4 bạn nhá, mới được là 4 bạn thôi. 4 bạn này đều là ở bên Tây hỏi chơi nhá, bởi vì mình chia sẻ lên các nhóm Tây nhá. Ok. Rồi các bạn chỉ cần là chia sẻ cái đường link này nhá, sao chép đường dẫn này các bạn đi chia sẻ. Cấp dưới nếu như mà họ đăng ký qua đường link của các bạn, họ không đầu tư thì các bạn sẽ nhận được là 20 GH trên dây trên mỗi bạn đăng ký qua đường link của các bạn. Còn nếu như mà họ đầu tư thì các bạn sẽ nhận được là 9% cái số tiền mà cấp dưới các bạn đầu tư nhé. Tiếp tục mục thực đơn này, nó sẽ hiện cho các bạn là trang chủ này, khai thác này và phần rút này. Mình sẽ đi vào phần rút nhé. Ok, thì ở đây nó sẽ có cho các bạn vài cái đồng tiền để các bạn rút nhé. Chọn tiền tể này. Ở đây nó sẽ có là cái thằng USDT và BTC này, TRX, ETH, LTC, Dogecoin nhé. Các bạn chỉ là khai thác được duy nhất cái thằng là USDT, cho nên các bạn chỉ là khai thác được USDT thôi nhé. Số lượng này thì các bạn có đủ là 2 USDT trở lên là các bạn rút được nha. Ví dụ là mình nhập là 2 USDT rồi thì tiếp đến là địa chỉ ví của các bạn nhé. Địa chỉ ví TRX hoặc là USDT ở trên sàn giao dịch nha. Ok chị ạ, cái này là địa chỉ ví TRC20 nhé. USDT TRC20 nha. Chứ nhiều bạn lại sử dụng địa chỉ ví USDT BET20 thì nó không ổn nhá, nó không rút được đâu. Các bạn sử dụng chính xác là địa chỉ ví TRX cho mình nha. Rồi, các bạn đã nhập địa chỉ ví USDT của các bạn rồi, tiếp đến là mật khẩu nhá. Mật khẩu này thì là mật khẩu đăng nhập nha. Ok, nhấn vào rút này. Thì nếu như mà mình chưa có đủ MiRoot thì mình nhấn vào rút thì nó sẽ hiện là MiRoot tối thiểu là 2 USDT nhá. Ok chưa? Lịch sử rút tiền của các bạn này. Thì thường những cái dự án mà nó có MiRoot thấp như này, các bạn có khả năng đi chia sẻ được cấp dưới thì các bạn rút được nó cũng tương đối là cao nhé. Bởi vì các bạn rút, nếu như mà rút 2 USDT thì nó về ví của các bạn chỉ là 1 đô thôi, đó cũng rất là ít nha.
nhưng mà kèo miễn phí thì cứ thử xem may mắn hay không nhá. Về các cơ hội thường gặp hoặc là bảo vệ thì các bạn có thể là thử xem qua nha. Còn cái phần là mua tốc độ khai thác thì các bạn có thể xem ở đây, nó hiện là 1 GH/s là bằng 0,29 USD và các bạn đầu tư tối thiểu của nó thì là đầu tư lên VIP 2 tối thiểu là phải 29 đô nhá. Các bạn sẽ có được là GH/s là 1.000 GH/s nha. Thu nhập hàng tháng là 10 đô này. Thời gian rút tiền của các bạn nếu như các bạn lên VIP thì mỗi tháng các bạn chỉ rút được là 2 lần thôi nhá. Còn VIP 3 là rút 3 lần hàng tháng này. VIP 4 là rút 4 lần nhá. Ok. VIP 7 là rút 7 lần nhá. VIP 11 thì mỗi tháng các bạn sẽ rút được là 11 lần thôi. Còn các bạn mà chơi miễn phí thì hơn 1 tháng các bạn mới đủ mới rút nhá. Ok chưa ạ? Nhưng mà cái miễn phí thì thường nó chỉ là 1 tháng nó cho mình rút 1 lần thôi, cho nên các bạn lưu ý nhá. Xin nhờ bạn là bạn là scam hay gì đó nhá. Các bạn rút 1 lần xong nhờ bạn là hai bạn là scam nhá. Các bạn phải xem ở phần này, nó hiện là 1 tháng các bạn chỉ rút được 1 lần đối với cái gói miễn phí thôi, ok chưa? Nhưng mà 1 tháng vẫn chưa đủ mình rút đâu các bạn ạ. Phải hơn 1 tháng nhá. Ok. Các bạn chịu khó đi chia sẻ cấp dưới nhá. Nếu các bạn mà không chia sẻ cấp dưới thì phải mất khá là nhiều thời gian mới đủ mình rút nhá. Chia sẻ một bạn là tặng 20 GH trên dây rồi. Đó, tương đối là cao nhá. Chừng nào mà đủ mình rút thì mình sẽ ra video rút thử cho các bạn xem nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.